Xin chào tất cả các bạn. Ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết về nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài cây kim ngân hoa tại Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Các bạn đã biết được các phương pháp nghiên cứu cây kim ngân hoa và các đặc điểm cây trồng như các kích thước của thân, hoa, lá và quả. Sau đây thì mình xin phép được giới thiệu tiếp về kim ngân hoa. 4.2.2 đặc điểm sinh thái của loài kim ngân. 4.2.2.1 tổ thành phần tầng cây gỗ nơi kim ngân phân bố. Hệ thống của tổ thành của tầng cây gỗ nơi kim ngân phân bố tại 3 khu vực được tính toán và trình bày trong bảng 4.10. Bảng 4.9 công thức tổ thành tầng cây gỗ lâm phần có kim ngân phân bố. OTC, N số cây, LC, TTT và công thức tổ thành. 1, 2, 3 số N141 LC CTTT 8 công thức 15,89 CH cộng 9,63 KV cộng với 8,80 BH cộng 7,78 PH cộng với 7,20 ST cộng 7,01 DG cộng 5,58 SS cộng 38,12 LK. OTC 456 N160 LC CTTT 9 công thức tổ thành 11,21 KV cộng với 7,92 SU cộng với 6,92 SS cộng 6,62 PH cộng 6,24 DG cộng 6,03 DN cộng 5,75 CN cộng với 5,21 BH cộng 4,10 LK. OTC 789 N số cây 152 LC CTTT 10 công thức tổ thành 14,64 MLN cộng với 9,91 CN cộng với 9,34 DG cộng với 8,39 SU cộng với 8,14 PH cộng với 7,51 KV cộng với 6,15 ST cộng với 5,78 MD cộng với 5,40 LRM cộng với 424,74 LK. Công thức tổ thành chung của 9 OTC 9,46 KV cộng với 7,54 DG cộng với 7,48 PH cộng với 6,93 CN cộng với 6,31 CH cộng với 5,70 SU cộng với 5,68 ST cộng với 5,01 MLN cộng với 45,88 LK. Ghi chú: N là số cây gỗ trong mỗi OTC cây, LC CTTT là số loài cây tham gia vào công thức tổ thành, LK là các loài khác. Trong đó CH là trống, BU là bứa, KV là kháo vàng, BH là bồ hòn, PH là phay, ST là sồi tía, DG là rẻ gai Ấn Độ, SS là sau sau, SU là xui, DN là đỏ ngọn, CN là trò nâu, MD là mán đĩa, MLN là máu chó lá nhỏ, RRM là rằng mít. Theo kết quả điều tra ở bảng 4.9 cho thấy các loài tham gia vào công thức tổ thành gồm OTC 123 trồng kháo vàng, bồ hòn, phay, sồi tía, rẻ gai, sau sau và các loài khác. OTC 5456
Kháo vàng, xui, sau sau, phay, rẻ gai, đỏ ngọn, chó nâu, bồ hòn và các loài khác. OTC 789, máu chó lá nhỏ, chó nâu, rẻ gai, xui, phay, kháo vàng, xôi, tía, mán địa, ràng ràng mít và các loại khác. Công thức tổ thành chung gồm kháo vàng, rẻ gai, phay, chó nâu, chùi, xui, xôi tía, màu chó lá nhỏ và các loại khác. Bốn chấm hai chấm hai chấm hai đặc điểm về tái sinh của kim ngân. Nghiên cứu đặc điểm về tái sinh của kim ngân ngoài tự nhiên là cơ sở khoa học để xây dựng các biện pháp kỹ thuật trong bảo tồn và gây trồng. Kết quả nghiên cứu được trình bày tại bảng sau.
bảng 4.10 tái sinh kim ngân ngoài tự nhiên. OTC, số cây tái sinh, nguồn gốc, hạt chồi chiều cao mét nhỏ hơn 0.5, 0.5 đến 1, chất lượng tốt, trung bình xấu. 1. Số cây tái sinh 12, nguồn gốc hạt 10, nguồn gốc chồi 2, chiều cao mét nhỏ hơn 0.5, 3, 0.5 đến 1, 9, chất lượng tốt, 9, trung bình 1, xấu 2. 2. Số cây tái sinh 7, nguồn gốc hạt 7, chiều cao mét nhỏ hơn 0.5, 1, 0.5 đến 1, 6, chất lượng 5, trung bình 2. 3. Số cây tái sinh 8, nguồn gốc hạt 5, chồi 3, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 5, 0.5 đến 1, 3, chất lượng tốt 7, trung bình 1. 4. Số cây tái sinh 17, nguồn gốc 10 hạt 16, chồi 1, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 3, 0.5 đến 1, 14, chất lượng tốt 16, xấu 1. 5. Số cây tái sinh 7, nguồn gốc hạt 7, chiều cao 0.5 đến 1, 7, chất lượng tốt 7, 6. Số cây tái sinh 11, nguồn gốc hạt 10, chồi 1, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 5, 0.5 đến 1, 6, chất lượng tốt 6, chất lượng bình trung bình 4, chất lượng xấu 1. 7. Số cây tái sinh 6, nguồn gốc hạt 6, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 1, 0.5 đến 1, 5, chất lượng tốt 4, trung bình 2. 8. Số cây tái sinh 11, nguồn gốc hạt 11, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 7, 0.5 đến 1, 4, chất lượng tốt 7, trung bình 1, xấu 3. 9. Số cây tái sinh 15, nguồn gốc hạt 14, chồi 1, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 6, 0.5 đến 1, 9, chất lượng tốt 7, trung bình 8. Tổng số cây tái sinh 94, nguồn gốc hạt 86, chồi 8, chiều cao nhỏ hơn 0.5, 31, 0.5 đến 1, 6, 3, chất lượng tốt 68, trung bình 18, xấu 7. Về mật độ cây tái sinh, số cây tái sinh ở các OTC tương ứng là 0,084 cây trên mét vuông, là 830-40 cây trên ha. So với cây trưởng thành 124 cây trên ha thì có thể thấy mật độ cây tái sinh lớn hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do bị khai thác nhiều nên số cây trưởng thành đã giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến những cây con tái sinh. Về nguồn gốc cây tái sinh, kết quả điều tra cho thấy kim ngân tái sinh chủ yếu bằng hạt 91,5%, có sự chênh lệch lớn so với tái sinh bằng chồi. Về chất lượng cây tái sinh, kết quả phân cấp chất lượng được thể hiện tại bảng trên cho thấy chất lượng cây tái sinh phần lớn tốt là với 72,34%. Số cây tái sinh tiếp theo là cây có chất lượng trung bình chiếm 20,21% và cây có chất lượng kém chỉ chiếm 7,45%. Độ tàn tre các OTC nơi kim ngân phân bố. Kết quả điều tra về độ tàn tre của các OTC nơi có cây kim ngân phân bố được thể hiện thì tại bảng 4.11.
bảng 4.11 độ tàn tre trong OTC nơi Kim Ngân phân bố. ODP và OTC độ tàn tre tại các ô dạng ô bảng 1, 2, 3, 4, 5 trung bình 1, 0,45, 2, 0,55, 3, 0,67, 4, 0,35, 5, 0,66 trung bình là 0,54, 2, 1 là 0,69, 2 là 0,42, 3 là 0,65, 4 là 0,75, 5 là 0,52, trung bình là 0,6, 3, 1 là 0,83, 2 là 0,75, 3 là 0,55, 4, 0,78, 5, 0,5, trung bình 0,68, 4, 1, 0,62, 2, 0,4, 3, 0,43, 4, 0,52, 5, 0,44, trung bình 0,48, 5, 1, 0,63, 2, 0,82, 3, 0,51, 4, 0,5, 5, 0,42, trung bình 0,58, 5, 1, 0,63, 2, 0,82, 3, 0,51, 4, 0,5, 5, 0,42, trung bình 0,58, 6, 1, 0,42, 2, 0,68, 3, 0,56, 4, 0,49, 5, 0,45, trung bình 0,52, 7, 1, 0,6, 2, 0,58, 3, 0,78, 4, 0,55, 5, 0,66, trung bình 0,61, 8, 1, 0,45, 2, 0,36, 3, 0,62, 4, 0,57, 5, 0,7, trung bình 0,54, 9, 1, 0,72, 2, 0,6, 3, 0,45, 4, 0,43, 5, 0,35, trung bình 0,51, độ tre trung bình là 0,56. Từ bảng 4.11 ta thấy độ tàn tre trung bình nơi kim ngân phân bố là khoảng 0,56. Như vậy có thể nhận xét sơ bộ kim ngân là loài cây ưa sáng, do đó khi mật độ tầng cây gỗ lớn, độ tàn tre lớn sẽ ảnh hưởng đến tái sinh và sinh trưởng phát triển của cây kim ngân. Bốn chấm hai chấm hai chấm bốn đặc điểm phấu diện đất khu vực loài cây kim ngân phân bố. Kết quả điều tra phân tích phấu diện lý tính đất tại khu vực có cây kim ngân phân bố được trình bày tại bảng sau. Bảng 4.12 đặc điểm đất dưới tán rừng tự nhiên nơi loài kim ngân phân bố tại Vị Xuyên. Tầng đất, độ sâu tầng đất mô tả phấu diện. Tầng đất A0, độ sâu dài đất 1-9, mô tả phấu diện nâu, độ ẩm cao, gồm nhiều vật dụng đang ở trạng thái phân hủy xốp. A1, 9-15, nâu, thịt trung bình hơi ẩm, hạt mịn, nơi xốp có rễ to, chuyển lớp vỏ. A2, độ sâu tầng đất 15-30, mô tả nâu, thì trung bình đến đất đến sét, hơi ẩm, hạt mịn, có nhiều rễ cây to nhỏ khác nhau, ít hang hốc, chuyển lớp từ từ. B1, độ sâu tầng đất 30-75, mô tả nâu sáng, thịt nặng,
đến xét cấu trúc hạt tương đối mịn, còn ít rễ cây chuyển lớp rõ. B2, độ sâu tầng đất 75 đến 125. Mô tả: nâu sáng, nhiều kết von nhỏ màu nâu và nâu sáng, tỷ lệ kết von lớn hơn 5%, kết von bở có thể bóp bằng tay, kết von màu tím hơi hồng, cứng hơn. Kết von tầng B1 thỉnh thoảng có những cục đá hình dạng không xác định, kích thước từ 5 đến 7 cm, đất khô, cấu trúc hạt. Theo kết quả điều tra bảng 4.12 cho thấy, tầng đất rừng ở nơi có kim ngân rừng phân bố có độ dày tầng đất tương đối dày. Tầng thảm mục A0 trung bình 4,5 cm, tầng tích lũy mùa A1 trung bình 12 cm, tầng đất rửa trôi A2 trung bình 22,5 cm, tầng đất tụ B1 trung bình là 52,5 cm và tầng tích tụ điển hình B2 có độ dày trung bình là 100 cm. Đất các tầng có màu sắc thay đổi, ở tầng A có màu nâu, đất ẩm, kết cấu đất xốp do có nhiều chất hữu cơ, mùn, chất dinh dưỡng, ở tầng này hạt mịn, ít lấn đá. Ở tầng B, đất chuyển sang màu nâu sáng, đất khô, có cấu trúc hạt tương đối mịn, có đá lẫn, kết von ở nơi có cây kim ngân phân bố, thấy không có đá lộ đầu, nhìn chung đất nơi kim ngân phân bố là đất ẩm, tơi xốp và tỷ lệ đá lớn ít. Điều tra về thành phần lý tính của đất sẽ là cơ sở để lựa chọn đất trồng phù hợp để cho cây sinh trưởng và phát triển. Bốn chấm hai chấm hai chấm năm, đặc điểm phân bố của kim ngân tại vị xuyên. Kết quả điều tra phân bố kim ngân theo tuyến được tổng hợp ở bảng sau. Bảng 4.13, kết quả điều phân bố kim ngân theo tuyến, chiều dài tuyến, số lượng cây, nhóm kim ngân, cây ra hoa quả 1, chiều dài tuyến 2,4, số lượng kim ngân, nhóm kim ngân 17, cây ra hoa quả 14, 2, chiều dài tuyến 3,1, số lượng cây, khóm kim ngân 22, cây ra hoa quả 18, 3, chiều dài tuyến 1,9, số lượng cây, khóm kim ngân 22, 12, cây ra hoa quả 9, 4, số chiều dài tuyến 2,3,
Số lượng cây khóm kim ngân 14. Cây ra hoa quả 10. 5. Chiều dài tuyến 2,8. Số lượng cây khóm kim ngân 16. Cây ra hoa quả 10. 6. Chiều dài tuyến 1,6. Số lượng cây khóm kim ngân 8. Cây ra hoa quả 7. Tổng chiều dài tuyến 14,1. Số lượng cây khóm kim ngân 89. Cây ra hoa quả 68. Kết quả bảng 4.13 cho thấy kim ngân xuất hiện ở tất cả các tuyến điều tra, tuy nhiên phân bố không đồng đều vì các tuyến điều tra đi qua các kiểu trạng thái rừng khác nhau. Do thời điểm điều tra diễn ra vào mùa ra hoa, vì vậy các tỷ lệ nhóm khóm bụi kim ngân ra hoa tương đối nhiều, chỉ có các khóm bụi cây còn nhỏ không xuất hiện hoa. Các kiểu trạng thái rừng sinh cảnh gặp trên các tuyến được tổng hợp ở bảng sau. Bảng 4.14 tổng hợp các kiểu trạng thái rừng sinh cảnh gặp trên tuyến điều tra. Số thứ tự sinh cảnh, tần số xuất hiện kim ngân, các tuyến xuất hiện kim ngân, các tuyến xuất hiện kim ngân, tỷ lệ phần trăm 1, tràng cỏ rất ít gặp, tỷ lệ phần trăm 0. 2. Nương rẫy, tần số xuất hiện kim ngân ít gặp, các tuyến xuất hiện kim ngân 1, 5, 4, số tuyến xuất hiện kim ngân 3, tỷ lệ phần trăm 50. Vườn nhà, tần số xuất hiện kim ngân ít gặp, các tuyến xuất hiện kim ngân 2, 4, 5, số tuyến xuất hiện kim ngân 3, tỷ lệ phần trăm 50. 4. Rừng trồng, tần số xuất hiện kim ngân hay gặp, các tuyến xuất hiện kim ngân 1, 2, 4, 5, số tuyến xuất hiện kim ngân 4, tỷ lệ phần trăm 66,67. Rừng tự nhiên, tần số xuất hiện kim ngân xuất hiện nhiều, các tuyến xuất hiện kim ngân 1, 2, 3, 4, 5, 6, số tuyến xuất hiện kim ngân 6, tỷ lệ phần trăm 100%. Qua bảng 4.11 cho thấy ở rừng tự nhiên có tới 100% số tuyến điều tra có kim ngân xuất hiện. Ở các khu rừng trồng thì ít gặp hơn 66,67%. Số tuyến gặp kim ngân, khu vực vườn nhà của nương rẫy thì gặp càng ít 50%, đặc biệt ở khu tràng cỏ đất trống thì không thấy kim ngân xuất hiện. Về đặc điểm phân bố của kim ngân tại vị xuyên theo trạng thái sinh cảnh được tổng hợp tại bảng 4.16. Bảng 4.15 đặc điểm phân bố kim ngân theo trạng thái sinh cảnh. Kiểu trạng thái sinh cảnh, số lượng cây, tỷ lệ phần trăm, tổng số cây, số lượng 89, tỷ lệ 100, tràng cỏ, số lượng 0, tỷ lệ 0, nương rẫy, số lượng 5, tỷ lệ 5,62, vườn nhà, số lượng 12, tỷ lệ 13,48, rừng trồng, số lượng 18, tỷ lệ phần trăm 20,23, rừng tự nhiên số lượng 56, tỷ lệ 60,67. Kết quả đặc điểm phân bố kim ngân theo tỷ lệ được thể hiện ở hình sau.
Màu xanh rừng tự nhiên 60,67%. Màu vàng rừng trồng 20,23%. Màu xám vườn nhà 13,48%. Nương rẫy màu cam 5,62%. Tràng cỏ 0,0%. Hình 4.11 là kết quả đặc điểm phân bố kim ngân. Từ bảng 4.15 và hình 4.11 ta thấy cây kim ngân phân bố chủ yếu ở rừng tự nhiên chiếm tới 60,67% tổng số cây trên 6 tuyến điều tra. Kim ngân xuất hiện ít hơn ở các rừng, khu rừng trồng 20-23% và vườn nhà 13-48%. Ở các khu vực nương rẫy và tràng cỏ thì rất ít khi thấy được sự xuất hiện của kim ngân. Bốn chấm ba đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển cây kim ngân tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 4.3.1 một số giải pháp về bảo tồn. Để nâng cao hiệu quả bảo tồn loài cây kim ngân thì chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương nhiều hơn nữa đến việc phát triển nguồn lực của các loài cây này phục vụ lợi ích cho chính người dân địa phương. Vận động người dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp người dân địa phương hiểu được tầm quan trọng của rừng và các loài cây quý hiếm nói chung và các loài kim ngân nói riêng, thực hiện tốt khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, xây dựng các phương trình nghiên cứu bảo tồn kim ngân thông qua các tổ chức xã hội, các tổ chức hội thanh niên, hội phụ nữ, phát động phong trào gây trồng kim ngân, tăng cường các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương nâng cao đời sống con người dân, làm giảm sự phụ thuộc của người dân vào tài nguyên rừng, hạn chế khai thác kim ngân ngoài tự nhiên. Khi thu hái nên để lại một phần hoa để hình thành quả đảm bảo cây có thể tái sinh tự nhiên.
4.3.2 giải pháp phát triển. Do nguồn hạt giống loài cây kim ngân tại số ít nên cần tiến hành nghiên cứu thử nghiệm dâm hom cây kim ngân tại một số địa phương nơi có loài cây kim ngân phân bố làm cơ sở cho việc gây trồng nhân rộng loài kim ngân, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật gây trồng của kim ngân để người dân tại khu vực hiểu rõ về cách trồng, chăm sóc và bảo vệ cây kim ngân tại địa phương đó. Thông qua các chương trình dự án bảo tồn loài và nghiên cứu để bảo vệ và phát triển các loài cây kim ngân. Phần 5. Kết luận và kiến nghị. 5.1. Kết luận. Trong phạm vi và thời gian nghiên cứu có hạn, với mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, sinh thái học, điều tra giá trị sử dụng đặc điểm gây trồng của loài cây kim ngân và góp phần công tác bảo tồn gen một số loài cây quý hiếm tại Vị Xuyên, Hà Giang. Từ những kết quả nghiên cứu đạt được, tôi rút ra một số kết luận như sau. Về giá trị sử dụng, mục đích của thu hái kim ngân và đặc điểm gây trồng, kim ngân chủ yếu mọc ở ngoài tự nhiên, được sử dụng để làm thuốc. Toàn bộ cây có thể sử dụng nhưng chủ yếu là hoa. Trung bình 4 kg tươi phơi khô được 1 kg khô. Đối với kim ngân hoa, trong chủ yếu trồng ở dưới tán rừng, cây giống dâm từ cành bánh tẻ. Thời vụ dâm hom là tháng 7 và tháng 8. Thời vụ trồng đầu tháng 8 đến cuối tháng 8, khoảng cách 1 mét nhân 1 mét. Thời vụ thu hoạch vào mùa hạ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, thời điểm thu hái trong ngày vào buổi sáng từ 6 đến 9 giờ sáng. Về đặc điểm hình thái, thân kim ngân là loại dây leo có đường kính khoảng 0,6 đến 2,7 cm, có nhiều cành, lúc non màu xanh, khi già chuyển sang màu đỏ nâu, lá đơn, mọc đối, phiền lá, hình trứng dài hoặc hơi bầu dục, dài 5,1 đến 8 cm, rộng 2,5 đến 5,6 cm, cuồng lá ngắn 0,6 đến 1,5 cm, lá xanh quanh năm, mùa hè không rụng, cụm hoa dạng sim, hai hoa mọc ở nách lá, hoa không đều, lưỡng tính, khi mới nở có màu trắng, từ sau chuyển sang màu vàng, quả mọng hình cầu, khi còn non màu xanh, khi chuyển sang màu đen, quả từ tháng 6 đến 8, hạt có màu tím đen hoặc đen, mỗi quả thường 1 đến 3 hạt. Đặc điểm sinh thái, cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ nơi kim ngân phân bố gồm kháo vàng, rễ gai, phay, chó nâu, chẩu, xui, sồi đĩa, màu chó lá nhỏ và các loài khác. Đặc điểm tái sinh, mật độ tái sinh 840 cây trên hecta. Nguồn gốc tái sinh chủ yếu bằng hạt 91,5%. Cây kim ngân tái sinh có chất lượng tốt chiếm 72,34%, trung bình là 20,21%, và cây có chất lượng kém là 7,45%. Đồ tàn tre, kim
kim ngân được phân bố ở khu vực có độ tán che trung bình khoảng 0,56 do kim ngân và loài cây ưa sáng mọc nhanh. Đặc điểm phân bố, cây kim ngân phân bố chủ yếu ở rừng tự nhiên, 60,67% tổng số cây. Trên tuyến điều tra, kim ngân xuất hiện ở các khu rừng trồng 20-23%, vườn nhà 13-48%, ở các khu vực nương rẫy và tràng cỏ thì có rất ít khi xuất hiện của cây kim ngân. Kiến nghị 5.2 kiến nghị cần thường xuyên tập huấn cho người dân những kiến thức về quản lý và bảo vệ các loài động vật hoang dã, thực vật hiếm, quý hiếm của nhất là loài cây kim ngân, cần điều tra, nghiên cứu lâu dài trên phạm vi toàn bộ vị xuyên để có kết quả chính xác về các loài thực vật quý hiếm, nhất là loài kim ngân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các khu rừng có xuất hiện của kim ngân, phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm địa bàn với các cơ quan có chức năng để góp phần bảo vệ tài nguyên rừng nói chung và loài kim ngân nói riêng, để bảo tồn và phát triển loài, thử nghiệm cây gây trồng mở rộng các loài kim ngân tại khu vực phân bố bằng gieo hạt và dâm non cành. Đây là các tài liệu tham khảo, tài liệu trong nước.